Chiều ngày 5 tháng 5, Hội đồng Kỷ luật của Bộ Y tế đã có phiên họp xem xét trách nhiệm, hình thức kỷ luật đối với ông Vương Văn Tịnh, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, về trách nhiệm người đứng đầu trong vụ việc bệnh viện để bệnh nhân sửa phòng bệnh thành phòng bay lắc, màn ma túy, két sắt, đèn nháy, đèn laser, bàn DJ vào bệnh viện. Vụ việc bị cơ quan công an phát hiện, bắt giữ bệnh nhân và một nhân viên bệnh viện hồi cuối tháng 3 vừa qua. Ông Tịnh đã bị tạm đình chỉ công tác từ ngày 1 tháng 4 để kiểm điểm vi phạm và hợp tác với cơ quan chức năng điều tra vụ việc. Đại diện Bộ Y tế giải thích, theo quy định của luật viên chức, thời gian tạm đình chỉ chức vụ tối đa là 30 ngày, nhưng qua 30 ngày vẫn đang trong quá trình làm rõ vi phạm. Bộ Y tế đã có văn bản giao cho ông Tịnh quay lại tiếp tục điều hành Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1. Trong thời gian này, ông Tịnh phải phối hợp với tổ công tác để làm rõ vụ việc và mức độ vi phạm, đồng thời tổ chức hoạt động khám chữa bệnh theo quy định hiện hành.